Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo Lao động. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, liên tiếp xảy ra hàng loạt các vụ việc các đối tượng phạm tội có hành vi chống trả lại lực lượng chức năng, khiến cho không ít chiến sĩ công an bị thương, thậm chí là hy sinh. Điển hình như mới đây, vụ việc đại úy Nguyễn Văn Thưởng và đại úy Lò Đức Tiến khi đang làm nhiệm vụ đã bị các đối tượng tấn công dẫn đến trọng thương phải nhập viện cấp cứu, khiến cho dư luận không khỏi bàng hoàng và đau xót hơn khi biết cả hai anh đều sớm mồ côi cha, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nhưng cùng chung tinh thần dũng cảm đấu tranh với tội phạm. Ngay sau khi Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng với đoàn công tác của Bộ Công an Công an thành phố Hà Nội vào bệnh viện Việt Đức thăm hỏi động viên Đại úy Nguyễn Văn Thưởng và Đại úy Lọ Đức Tiến. Vào chiều ngày 11 tháng 1, trở lại nơi hai anh đang điều trị để tìm hiểu sâu hơn về tinh thần dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như hoàn cảnh gia đình của đại úy Nguyễn Văn Thưởng và đại úy Lo Đức Tiến. Ngồi ở hành lang cạnh phòng điều trị tích cực sau phẫu thuật, bác Nguyễn Thị Hoa, mẹ của đại úy Nguyễn Văn Thưởng chốc chốc lại dõi mắt nhìn vào bên trong nơi con trai đang điều trị, khuôn mặt gầy gò hốc hác vì mất ngủ nhiều ngày đêm. Bác Nguyễn Thị Hoa vẫn còn thoảng thốt khi nhắc lại thời điểm nhận cuộc điện thoại của đồng đội con trai thông báo đại úy Nguyễn Văn Thưởng bị thương phải nhập viện cấp cứu. Bác Hoa nhớ lại khoảnh khắc nhận được tin dữ, nhận được điện thoại thông báo em thưởng bị thương khi đang làm nhiệm vụ và đang cấp cứu ở bệnh viện đa khoa huyện tay chân tôi như rụng rời bế chặt đứa cháu nội đứa con thứ hai của đại úy nguyễn văn thưởng mới được có 2 tuổi bác hoa ngồi khụy xuống sàn nhà trước khi gọi điện cho người thân mau chóng đưa mình lên bệnh viện chồng mất sớm từ khi thưởng mới học lớp 4. một mình nuôi các con khôn lớn bác hoa đã phải chịu bao vất vả khổ cực nhưng vượt qua tất cả và tự hào khi lần lượt anh em của đại úy nguyễn văn thưởng khôn lớn trưởng thành khi thấy con học xong lớp 12 và muốn thi vào trường công an, dù biết nghề này là vất vả và nguy hiểm, nhưng bác Hoa vẫn tôn trọng nguyện vọng của người con út và động viên con cố gắng học hành để vinh dự đứng trong hàng ngũ lực lượng công an nhân dân. Nhà neo người, các cháu thì bám hơi bà, nên phải vất vả lắm bác Hoa mới dứt được, gửi được hai cháu nội cho hàng xóm để chạy lên bệnh viện huyện. Lên đến cổng, đúng lúc này chiếc xe cấp cứu từ trong sân bệnh viện phóng thẳng ra ngoài. Bác Hoa thuật lại, tôi nhìn vào trong thấy con dâu đang ngồi cạnh con trai, lúc này dây dợ máy móc cấp cứu gắn lòng ngoằng trên người chẳng biết tình hình con thế nào nhưng tôi đoán phải rất nặng thì bệnh viện huyện họ mới chuyển lên tuyến trên vậy là tôi lại đón taxi ở cổng bệnh viện đi theo phía sau xe cấp cứu lên thẳng bệnh viện việt đức lên đến bệnh viện việt đức lúc này đại úy nguyễn văn thường đã được đưa vào phòng cấp cứu chuẩn bị phẫu thuật đứng ở ngoài sảnh trời mưa phùn và lạnh buốt nhưng lòng bắc hoa như có lửa đốt nhất là khi ca phẫu thuật đang diễn ra có nhân viên y tá ra ngoài nói với gia đình chuẩn bị tinh thần nếu xảy ra tình huống xấu nhất Bác Hoa và con dâu là chị Lê Thị Cao ôm nhau khóc, chỉ có mong đại úy Nguyễn Văn Thưởng vượt qua cửa tử. May mắn sau nhiều giờ phẫu thuật, ca mổ đã thành công, đại úy Nguyễn Văn Thưởng được đưa lên phòng hậu phẫu điều trị tích cực, nhưng hiện tại vẫn chưa nhận biết được gì với một phần hộp sọ được tách ra, gửi dưỡng ở phòng đặc biệt chờ khi bình phục sẽ cấy ghép lại. Là con út, hai vợ chồng đại úy Nguyễn Văn Thưởng ở với mẹ, lại đi biển biệt suốt ngày đêm nên gần như việc nhà phó thác cho cả mẹ và vợ gánh vác, dù ít nói nhưng theo lời kể của mẹ, Thường là người sống rất tình cảm và có hiếu, vợ anh là công nhân của một nhà máy nước sạch, công việc ca kíp sức khỏe lại yếu, nên hai con của đại úy Nguyễn Văn Thường gần như một tay bà nội chăm sóc. Thường hai con vất vả, vừa giúp chăm cháu, bác Hoa còn làm mấy sào ruộng để đỡ đần cho các con. Từ hôm đại úy Nguyễn Văn Thường bị thương nặng, bác Hoa và con dâu thay nhau chăm sóc đại úy Nguyễn Văn Thường. Bác Hoa tâm sự: "Chiều nay tôi vừa bảo con dâu đi về nhà nghỉ ngơi cho các cháu nhìn thấy mẹ, chứ thức trăm mấy đêm liền sợ con dâu ốm, không chịu được." nhắc lại chuyện Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn công tác của Bộ Công an vào bệnh viện thăm con trai và động viên gia đình, bác Hoa không khỏi xúc động, rơm rớm nước mắt. Bác Hoa nhớ lại khoảnh khắc nắm tay Bộ trưởng Tô Lâm gửi gắm nguyện vọng. Từ khi xảy ra sự việc, con tôi và gia đình đã được Ban Chỉ huy Công an huyện Sóc Sơn, đồng đội của con chăm lo. Khi thấy bác Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo vào thăm, động viên, tôi và gia đình càng thêm yên tâm, tựa như có chỗ dựa tinh thần rất lớn. Tôi chẳng mong gì hơn là con trai nhanh khỏe trở về với gia đình, với đồng đội. Cách phòng điều trị tích cực của đại úy Nguyễn Văn Thưởng trường 100m là căn phòng nơi đại úy Lò Đức Tiến đang nằm điều trị. Khi chúng tôi vào thăm, đại úy Lò Đức Tiến lúc này đang lịm đi sau khi truyền thuốc. Ngồi bên cạnh là bác Điều Văn Công, bố vợ của đại úy Lò Đức Tiến. Hoàn cảnh gia đình của đại úy Lò Đức Tiến cũng khó khăn. Bố đẻ đã mất vài năm trước, mẹ già yếu. Hai vợ chồng đại úy Lò Đức Tiến ở phụng dưỡng mẹ già. Lấy nhau từ năm 2017, nhưng sau nhiều năm, hai vợ chồng đại úy Lò Đức Tiến vẫn chưa được đón nhận niềm vui con cái vậy là bao nhiêu tiền lương ít ỏi của cả hai vợ chồng gom góp tiết kiệm được cộng thêm vay mượn hai bên nội ngoại bạn bè đại úy tiến tranh thủ thời gian dành dỗ ít ỏi đưa vợ xuống hà nội thăm khám làm thủ thuật thụ tinh nhân tạo khi đại úy lò đức tiến bị tội phạm tấn công nhập viện cấp cứu vợ của anh là chị điều thị mai hồng đang phải nằm điều trị để giữ thai ở bệnh viện phụ sản trung ương bắc công tâm sự lúc đầu cả nhà giấu không cho con gái tôi biết sự việc sợ ảnh hưởng đến thai kỳ của cháu khi chuyển tiến xuống bệnh viện việt đức sau ca phẫu thuật thấy tình hình con ổn định chúng tôi mới dám nói cho vợ cháu biết sự việc. Con rể nằm điều trị ở bệnh viện Việt Đức, còn con gái nằm điều trị ở bệnh viện Phụ sản Trung ương. Vậy là bác công một thân một mình chạy đi chạy lại trong cả hai con. Sáng sớm, sau khi mua cháo cho con gái, bác công lại tất đật chạy về trong con rể bên bệnh viện Việt Đức. Cũng may là trong suốt những ngày nằm viện điều trị, Đại úy Lò Đức Tiến được đồng đội của mình đang công tác tại đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La thay nhau túc trực cùng với gia đình tận tâm chăm sóc cùng với bác công ở bệnh viện chăm sóc cho đại úy lò đức tiến là đại úy lường văn luận khi được hỏi đại úy lường văn luận tâm sự trong quá trình đánh án đã chuẩn bị kỹ lưỡng những phương án kế hoạch nhưng đối tượng mua bán trái phép chất ma túy bị truy nã rất manh động đã chống trả quyết liệt lực lượng làm nhiệm vụ mặc dù vậy đối tượng đã bị tinh thần mưu trí dũng cảm của đại úy lò đức tiến và đồng đội khuất phục bắt giữ đại úy luận hóm hình cho biết anh em chúng tôi sống và chiến đấu ở mặt trận nóng bỏng về ma túy trên dọc tuyến đường quốc lộ 6, Vân Hồ, Sơn La gắn bó máu thịt như anh em một nhà. Từ hôm anh Tiến bị thương phải nằm viện cấp cứu, điều trị, chúng tôi thay nhau đi xuống viện cùng với gia đình chăm sóc. Nhiều anh em ở đơn vị chưa được xuống chăm, thăm đồng đội còn đang tị với những người được đi trước. Nhắc lại thời điểm Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn công tác của Bộ Công an vào thăm, động viên, cả Bác Công và Đại úy Lường Văn Luận không khỏi xúc động. Bác Công xúc động gửi lời cảm ơn đến Bộ trưởng Tô Lâm. Gia đình chúng tôi rất xúc động khi được đích thân bác Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo vào thăm động viên cháu. Sự quan tâm động viên này của Bộ trưởng Tô Lâm và lãnh đạo các cấp như tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và nghị lực, giúp cho các con của tôi cũng như toàn thể gia đình vượt qua khó khăn, mau chóng bình phục sức khỏe. Trước đó vào khoảng 20 giờ tối ngày 7 tháng 1, Tổ công tác Công an huyện Sóc Sơn thực hiện công tác xử lý vi phạm giao thông và kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường 35 thuộc thôn 3 xã Hồng Kỳ. Khi thấy tổ công tác, chiếc xe ô tô Hyundai Tucson biển kiểm soát 30G 73013 đã bất ngờ quay đầu bỏ chạy và chèn qua người đại úy Nguyễn Văn Thưởng, hậu quả khiến cho đồng chí thưởng bị chấn thương nặng. Ngay sau đó, công an huyện Sóc Sơn nhanh chóng đưa đồng đội đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, đồng thời chỉ đạo tổ công tác điều tra làm rõ đối tượng gây tai nạn cho đại úy Nguyễn Văn Thưởng. Tại cơ quan công an, lái xe Phạm Ngọc Sơn sinh năm 1987, trú tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn đã khai nhận hành vi của mình. Tổ công tác kiểm tra xét nghiệm máu cho thấy, nồng độ cồn trong máu của đối tượng là 0,083 mon trên Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Ngọc Sơn về hành vi giết người. Vào khoảng 18 giờ 10 phút ngày 4 tháng 1, Tổ công tác Công an huyện Vân Hồ Sơn La tổ chức bắt giữ Bùi Văn Sang sinh năm 1994, trú tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, đối tượng phạm tội về ma túy. Khi đối tượng điều khiển xe máy trên quốc lộ 6 đến khu vực Bản Co Tràm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, thì tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, nhưng Sang đã tăng ga và bỏ chạy. Trước tình huống trên, các đồng chí trong tổ công tác thuộc Công an huyện Vân Hồ đã tiến hành áp sát để bắt giữ Sang đại úy lò đức tiến và đại úy tráng a Sình đã lao ra chặn xe của sang thì bị đối tượng điều khiển xe đâm vào người khiến cho đồng chí lò đức tiến bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thảo nguyên huyện mộc châu tỉnh sơn la ngay sau đó sang đã bị tổ công tác bắt giữ vật chứng thu giữ là một gói heroin trọng lượng 7,06 gram tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đến bản co tang xã long luông huyện vân hồ mua 3 triệu tiền heroin với mục đích là mang về bán và sử dụng cho bản thân trong quá trình di chuyển về nhà thì bị công an bắt giữ. Do tiên lượng nặng cùng ngày, bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên đã chuyển đồng chí Tiến đến bệnh viện Việt Đức thành phố Hà Nội để tiếp tục điều trị. Thưa quý vị, hy vọng với sự nỗ lực cứu chữa của các y bác sĩ, các anh sẽ mau chóng bình phục để trở về với vòng tay của gia đình, đồng đội, tiếp tục cống hiến cho Tổ quốc. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.